Chiếc vali giấu thi thể nằm dưới chân cầu hé lộ tội ác của người mẹ kế ở Mỹ. Vĩ, người phụ nữ ở bang Colorado, bị kết án tù chung thân trước cáo buộc giết bé trai 11 tuổi là con riêng của chồng. Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 8 tháng 5, bị cáo Leticia Stouch, 39 tuổi, bị cáo buộc hai tội danh giết người cấp độ 1, một tội hủy hoại thi thể và một tội hủy hoại vật chứng. Thẩm phán quận Colorado Gregory Kenner đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Leticia và không được ân xá vì tội giết người. Hãng tin CNN cho hay, vào tháng 1 năm 2020, bé trai Cannon Stouch, 11 tuổi, được mẹ đẻ báo cáo mất tích sau khi không thấy con trai về nhà. Vào tháng 3 cùng năm, người mẹ kế của nạn nhân bị cảnh sát bắt giữ. Sau vài tuần Leticia bị nhốt trong phòng giam, thi thể bé trai được tìm thấy nằm trong chiếc vali dưới chân cầu gần thành phố Pensacola của bang Florida. Trong phiên tòa kéo dài 5 tuần, các công tố viên buộc tội bị cáo Leticia đã đâm con riêng của chồng 18 nhát và bắn cậu bé trước khi vứt xác ở bang Florida. Theo các công tố viên, khi xảy ra vụ án, ông Ann Stouch, cha của Gannon, đang đi huấn luyện cùng lực lượng vệ binh quốc gia Mỹ. Các luật sư bào chữa lập luận rằng bị cáo Leticia bị ảnh hưởng tâm thần nghiêm trọng vào thời điểm ra tay giết hại Gannon. Cô ta cũng không thừa nhận các cáo buộc. Bà Landon Hayot, mẹ đẻ của nạn nhân Gannon, nói trước phiên tòa hôm mùng 8 tháng 5 rằng, tôi cầu nguyện chúng tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy cô ta nữa. Hôm nay công lý đã được thực thi. Dù con trai tôi không thể trở lại, nhưng bản án có thể giúp tôi yên lòng. Trong khi đó, bố của Gannon nhấn mạnh, ngay cả trong những giấc mơ kỳ lạ nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ con trai sẽ gặp phải nguy hiểm. Bị cáo Leticia chỉ ngồi im lặng và từ chối đưa ra tuyên bố trước tòa khi nghe thẩm phán tuyên án.